Ai là triệu phú? Xuân Bắc và Bi Béo khiến khán giả chết cười bởi màn suy luận vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Như đã nhá hàng trước đó, danh hài Xuân Bắc đã cùng con trai là Bi Béo tham gia Ai là triệu phú trong tập phát sóng tối ngày 30 tháng 3. Hai nhà thông thái đồng hành cùng Xuân Bắc chính là Hà Việt Hoàng, thí sinh siêu trí tuệ cùng nhà báo Trương Anh Ngọc. Khán giả vô cùng thích thú khi thấy Bi Béo, tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên, đồng hành cùng bố trong chương trình. Bi Béo rất giống bố Xuân Bắc ở khoảng hài hước, mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh. Như mọi khi, khán giả lại được fan cười vỡ bụng với khiếu ăn nói mặn chát của hai quý tử nhà Xuân Bắc. Ngồi ở trường quay khán giả, Bi Béo liên tục có những màn giao lưu với MC Đinh Tiến Dũng theo cách cực kỳ lề lội. Ngay từ phần mở đầu, quý tử nhà Xuân Bắc đã khiến mọi người bật cười khi chia sẻ: "Bố cháu dặn đến đây chỉ nói những điều bố cháu dặn. Bố cháu dùng chiến thuật thông minh sẽ đạt mốc cực đỉnh ở câu hỏi thứ 5. Đến mốc câu hỏi thứ 12, danh hài Xuân Bắc đã gặp câu hỏi khó nghiêng về lịch sử. Trong năm vị tướng tài của Trần Hưng Đạo, ai có tài bắn cung bách phát bách trúng? Vừa sử dụng xong quy trợ giúp 50-50, bố Xuân Bắc phải tiếp tục nhờ đến sự trợ giúp của Bi Béo. Vừa được bố khen giỏi về lịch sử, Bi Béo đã thẳng thắn: "Đâu, con chưa học cái này." Tuy nhiên, cậu bé vẫn dựa vào tài suy luận để giúp bố. Con nghĩ là đáp án C, Nguyễn Địa Lô, vì thường người có tài sẽ ghi tên đầy đủ. Chữ Địa Lô, con tưởng tượng đến Địa Lôi, quân địch thấy ông bắn ghê quá nên gọi như thế. Bi Béo phân tích như một chuyên gia, dù mọi thứ nghe hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Trước khi có đáp án, dường như thấy chột dạ, cậu bé còn thì thầm với bố: "Nếu mẹ hỏi vì sao ít tin, bố đừng bảo là do con nhé." May sao, đáp án Bi Béo lựa chọn hoàn toàn chính xác. Lời khuyên của Bi Béo cuối cùng đã giúp Xuân Bắc vượt qua câu hỏi số 12, tăng mức thưởng lên 40 triệu đồng. Bên cạnh hỏi ý kiến của hai nhà thông thái, Xuân Bắc còn nhờ cả Bi Béo và gọi điện thoại cho cậu con trai cả Minh Bụng để tư vấn câu trả lời. Anh trai Minh Bụng cũng cứu nguy ngay cho bố Xuân Bắc với câu hỏi: "Đội bóng nào đã lập kỷ lục vô địch cúp C1 với thành tích toàn thắng cả mùa?" Bốn đáp án được đưa ra là Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United và Barcelona. Minh Bụng lập tức tư vấn cho bố đáp án B, Bayern Munich, với tinh thần tự tin 100%. Tuy nhiên, khi bố Xuân Bắc hỏi lại có chắc không, Minh Bụng đã phá một câu cực kỳ bá đạo: "Vâng, nếu không con là con bố." Câu nói này khiến không chỉ Xuân Bắc mà cả trường quay đều cười bò. Nam Tào sau đó nhăn mặt, cho rằng mình bị con trai gài. Bởi nếu Minh Bụng nói vậy, thì đáp án B hiển nhiên phải là sai. Còn giáo sư Cù Trọng Xoay cũng thêm mắm muối: "Đúng rồi, nếu nó mà là đúng thì cháu nó lại không phải con anh à." Cuối cùng, Xuân Bắc vẫn chọn đáp án B và tất nhiên đây là đáp án chính xác. Tuy nhiên, đến câu hỏi thứ 13 với nội dung "Sách đỏ Việt Nam được công bố lần đầu tiên vào năm bao nhiêu?", danh hài gốc Bắc đã chọn dừng cuộc chơi, giữ số tiền thưởng 40 triệu đồng. Thế nhưng đây là quyết định khiến khán giả vô cùng tiếc nuối, bởi nếu tiếp tục cuộc chơi, câu trả lời từ Xuân Bắc đã có thể giúp anh đi tiếp đến câu hỏi thứ 14. Trước đó, khi được hỏi thế nào là chiến thuật thông minh, Bi Béo giải thích, bố cháu sẽ trả lời hai câu hỏi dễ nhất và ba câu tiếp theo sẽ sử dụng tất cả sự trợ giúp. Câu trả lời của cậu bé khiến giáo sư Xoay phải thốt lên: "Tuyệt vời! Đây gọi là hổ phụ sinh hổ tử." Tuy vậy, Bi Béo đã góp công không nhỏ trong giải thưởng 40 triệu đồng của bố. Sau khi chương trình Ai là triệu phú phát sóng, khán giả không ngừng chia sẻ đoạn cắt về phần tư vấn lầy lội của Bi Béo và Minh Bụng. Ngoài khiếu hài hước di truyền từ bố, ai nấy đều khen ngợi hai cậu nhóc có vốn kiến thức, hiểu biết xã hội tốt. Được biết, đây không phải là lần đầu Bi Béo và Minh Bụng gây sốt trên sóng truyền hình. Trước đó, hai cậu nhóc cũng từng khiến mọi người cười lăn lộn với màn đối đáp hài hước trong chương trình Rap Việt. Được biết, trong cuộc sống hàng ngày, Xuân Bắc rất chú trọng đến việc dạy con. Trên sân khấu có thể hài hước, nhưng ở ngoài đời, anh là người cha cực kỳ nghiêm khắc.